Thưa quý vị, để phòng chống COVID-19, không ít gia đình cho trẻ nhỏ cùng xông hơi, trong khi đây là đối tượng được các chuyên gia khuyến cáo chưa nên sử dụng phương pháp này. Đáng nói nhiều trẻ đã bị bỏng khi xông hơi phòng COVID-19 cùng bố mẹ. Các ca F0 trên địa bàn Hà Nội đang ngày càng gia tăng, trong số đó có nhiều nơi là trường học. Do đó, thời điểm này, nhiều trường học đã chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tới trường. Du lịch Đà Nẵng đã sẵn sàng mở cửa trở lại với hai thông điệp chính: Đà Nẵng đón bạn trở lại và tận hưởng Đà Nẵng. Ngay khi các hoạt động du lịch được mở toàn bộ vào ngày 15 tháng 3, theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới của chính phủ. Như thường lệ, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần điểm báo. Và bài viết đầu tiên trong phần điểm báo ngày hôm nay: Hà Nội chứng nhận online cho F0, bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Thưa quý vị, cuộc chiến ở Ukraine đem đến nhiều thay đổi, nhưng có một kết quả không thể phủ nhận, đó là cấu trúc an ninh châu Âu, chủ yếu được định hình bởi phương Tây trong 3 thập kỷ qua, kể từ khi Liên Xô sụp đổ, sẽ không còn như trước nữa. Khi những tên lửa bay qua bầu trời Kiev, các nước phương Tây sẽ phải bắt đầu suy nghĩ về một hệ thống mới ổn định hơn cho an ninh đa phương trên toàn châu lục. Mới đây, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết đã có khoảng 10 hãng hàng không điều chỉnh lịch trình bay đến Ukraine trong lúc nước này vướng vào căng thẳng với Nga. Một cuộc đua lừa truyền thống mới đây đã diễn ra tại Bahrain, thu hút sự tham gia của người dân trên khắp đất nước và cả du khách nước ngoài hiếu kỳ. Một thủy cung ở Thượng Hải, Trung Quốc mới đây đã cho ra mắt robot cá mập voi sử dụng công nghệ sinh học có khả năng di chuyển linh hoạt dù cơ thể to lớn. Với chiều dài 4,7m và nặng 350kg, con cá mập này trông giống như thật đến mức du khách khó lòng có thể nhận ra. Thưa quý vị, hôm qua 27 tháng 2, Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới đã tăng vọt lên 86.990 ca. Hà Nội tiếp tục nhiều nhất với hơn 11.500 ca. Theo tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế, người bệnh cần tránh sử dụng các thực phẩm chứa nhiều đồ ngọt như là bánh kẹo, chứa nhiều muối như đồ hộp, dưa muối, cà muối, các món ăn chứa nhiều chất béo bão hòa như xúc xích, lạp xưởng. Bên cạnh đó, bệnh nhân mắc COVID-19 cũng cần hạn chế ăn mỡ động vật, phù tạng động vật và hạn chế sử dụng các loại nước ngọt có ga, các chất kích thích trong thời gian điều trị bệnh như bia rượu, thuốc lá. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa ban hành công điện đề nghị công an các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, rà soát, đánh giá những tồn tại bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa. Việc ban hành này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Công an về triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26 tháng 2 tại vùng biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong số 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 đã hoàn thành một dự án là cao bồ Mai Sơn, còn lại 10 dự án đang triển khai thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ điều chỉnh. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã tạm ngừng một thời gian dài để siết chặt kiểm soát phòng dịch. Trong khi đó, nguồn cung lại dồi dào, nhiều loại nông sản bị tồn đọng, ách tắc đầu ra, tiêu thụ chậm. Như thường lệ, mời quý vị cùng đến với phần điểm báo và bài viết đầu tiên trong phần điểm báo ngày hôm nay. Sau khi đạt đỉnh cao nhất trong 10 năm qua, giá vàng được dự báo ra sao? Một bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp, Canada, Italy và Ủy ban châu Âu đã nhất trí loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Đây là loạt biện pháp trừng phạt thứ 3 và cũng là mạnh nhất nhằm vào Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vậy những biện pháp này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống tài chính của Nga, cũng như việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tác động đến kinh tế thế giới ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ninja từ lâu đã là nhân vật đặc trưng trong lịch sử và văn hóa Nhật Bản. Mới đây, để kỷ niệm ngày Ninja, các nhân viên tại tòa thị chính thành phố Koka, tỉnh Shiga đã hóa trang thành ninja ngay tại nơi họ làm việc. Ở tuổi 50, một phụ nữ tại Iraq đã vượt qua nhiều thử thách để khích lệ, thúc đẩy nữ giới theo đuổi các môn thể thao rèn luyện sức khỏe ngoài trời như leo núi hay đi bộ đường dài. Xuất phát từ một chuyến thăm đến khu bảo tồn châu Phi và được nghe kể về các chú voi với hệ thống tiêu hóa đặc trưng của chúng, một cặp vợ chồng người Anh đã nảy ra ý tưởng độc đáo, đó là dùng phân voi để ủ rượu gin. Loại rượu gin có tên Ilovu đã trở thành một trong những loại rượu gin thủ công cao cấp, độc đáo và sáng tạo nhất trên thị trường. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn chìm tàu.
Vâng, thưa quý vị, trong số 17 nạn nhân của vụ chìm cano du lịch ở Quảng Nam, có tới 8 người là họ hàng thông gia ở xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. Không ai có thể ngờ rằng chuyến đi chơi để gắn kết tình cảm đại gia đình lại trở thành hành trình sinh ly tử biệt, để lại nỗi đau đớn khó nguôi ngoai cho những người ở lại. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh đang suy yếu dần nên ở khu vực Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng, ban ngày trời ấm với nền nhiệt trên 20 độ. Trước tình hình thiệt hại gia súc gia cầm chết do giá rét, Nghệ An sẽ có chính sách hỗ trợ thiệt hại để nông dân sớm ổn định phục hồi sản xuất. Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo tuần này xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ có xu thế tăng theo kỳ chiều cường đầu tháng 2 âm lịch. Hiện tại xâm nhập mặn bắt đầu ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi trong phạm vi từ 35 đến 45 km từ cửa biển vào trong các ngày chiều cường. Tuy nhiên, nguồn nước hiện vẫn đáp ứng được yêu cầu cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, ngày hôm nay 28 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội có công văn khẩn về việc phân bổ thuốc Monopiravir trong điều trị COVID-19 cho 27 đơn vị trực thuộc. Sau khi có hướng dẫn từ Bộ Y tế, từ ngày 23 tháng 2, thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Monopiravir đã chính thức được bán ra thị trường. Tại Hà Nội, lượng người tìm mua những loại thuốc này khá nhiều. Dù các hiệu thuốc yêu cầu rõ, khách hàng mua thuốc phải có đơn chỉ định của bác sĩ hoặc chứng nhận là F0 đang điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa chú ý đến quy định này, thậm chí nhiều người còn muốn mua về để dự phòng. Các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng thuốc này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC14. Với những người lao động trong các cơ quan, nhà máy thì những tờ giấy chứng nhận F0 hoặc khỏi bệnh lại vô cùng quan trọng. Với công nhân, đó có thể là một khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội không hề nhỏ so với thu nhập của họ. Chính vì vậy, dù vất vả như thế nào, họ cũng phải xin được giấy chứng nhận là F0 hoặc chứng nhận khỏi bệnh. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị đến một trạm y tế ở Bắc Giang xem công nhân đang chật vật ra sao để được là F0. Cách đây ít phút, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã gửi thông báo cho chúng tôi. Huyện này cho biết ngành bảo hiểm xã hội đang chờ sửa đổi thông tư 56, đề nghị các xã, thị trấn hướng dẫn công nhân yên tâm quay lại làm việc, hạn chế đi lại, gây quá tải cho y tế cơ sở, các chế độ sẽ được đảm bảo. Thủ tục này sẽ tiến hành sau và doanh nghiệp sẽ phối hợp thông tin, các địa phương và các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hỗ trợ sau này. Hy vọng huyện này sẽ có những quyết sách linh động để đảm bảo quyền lợi cho công nhân. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, giữa lúc tình hình chiến sự tại Ukraine vẫn đang hết sức đáng lo ngại, Liên minh châu Âu-EU cho biết gói viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine với trị giá 450 triệu đô la Mỹ sẽ bao gồm cả máy bay chiến đấu. Tất cả vũ khí này sẽ được chuyển giao qua Ba Lan. Hãng tin TASS dẫn nguồn tin cho biết cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vào sáng ngày 28 tháng 2 theo giờ địa phương ở khu vực gần sông Pripyat, nằm giữa biên giới Ukraine-Belarus. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không lạc quan với cuộc đàm phán lần này. Dòng người tị nạn Ukraine tiếp tục đổ về biên giới các nước láng giềng như Romania, Slovakia, Hungary khi chiến sự quân sự của Nga bắt đầu kéo dài sang ngày thứ ba. Trước những diễn biến này, chính quyền các quốc gia Đông Âu đã ra tuyên bố nhân đạo, sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine. Lo ngại đồng rúp mất giá sau các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhiều người dân Nga quyết định ra ngân hàng rút tiền và đổi sang ngoại tệ, đặc biệt là đô la Mỹ. Thưa quý vị, số liệu thống kê tính đến 16 giờ 30 phút hôm qua 27 tháng 2 theo giờ địa phương cho biết đã có 11.931 người bị mất nhà cửa, phải trú tại các trung tâm sơ tán tại các bang Kelantan và Terengganu ở miền Bắc của nước này sau các trận mưa lớn gây lũ lụt ở các bang miền Bắc nước này trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Ukraine gặp phái đoàn Nga để tiến hành hòa đàm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.